Vũ Quang xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi tiết mục Chuyện Việt Nam của Đài Truyền hình Quê Hương. Nhiều bác sĩ dòm từ Trung Quốc đến Hà Nội hành nghề chui. Nhiều bác sĩ từ Trung Quốc đến Hà Nội hành nghề chui tại các phòng mạch, và theo báo Tiền Phong của Cộng sản Việt Nam thì họ không giấy phép lao động, cũng không biết đó có phải là bác sĩ được hành nghề khám đông y hay không. Thực tế này khiến nhiều người tiền mất tật mang. Báo Tiền Phong cho biết, mới đây phòng khám 59 Khương Trung, Hà Nội bị nhiều bệnh nhân tố cáo là thuê thầy thuốc Trung Quốc kê đơn, chẩn bệnh, nhưng những người này không có giấy phép lao động, cũng như trình độ về chuyên môn nghề y. Họ không những chẩn đoán bệnh vô tội vạ mà còn đưa ra các mức giá trên trời. Chị T, quận Thanh Xuân, Hà Nội nói với báo Tiền Phong như vậy. Theo chị T, được báo Tiền Phong thuật lại cho biết, khi đến khám phụ khoa tại phòng khám này thì chị được một bác sĩ tên là Vương Tiểu Hoa khám và kiểm tra. Qua người phiên dịch, bác sĩ này cho biết chị T bị bệnh sùi mào gà rất nặng, phù nề ổ tử cung, viêm lộ tuyến tử cung, nguy cơ cao dẫn đến ung thư. Quá hoang mang, chị T đồng ý khám chữa bệnh ở đây. Trong vòng 7 ngày, tôi phải chi hơn 50 triệu đồng khám chữa bệnh. Cũng theo chị T, lạ lùng là mỗi lần khám, bác sĩ người Trung Quốc đưa ra một mức giá khác nhau. Bên cạnh đó còn kèm theo những lời dọa dẫm về hậu quả của bệnh tật. Trong khi đó, vẫn theo báo Tiền Phong, các nhân viên phòng khám Khương Trung còn thường xuyên nói quá lời về năng lực của các bác sĩ người Trung Quốc để lừa bệnh nhân. Họ khẳng định có tới 4 bác sĩ người Trung Quốc đang làm việc tại phòng khám này. Báo Tiền Phong dẫn lời Trung tá Đặng Tuấn Việt, trưởng phòng 7 thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, kiểm tra tại phòng khám 59 Khương Trung khám phá một nhóm người ngoại quốc mặc áo blues trắng đang làm việc. Trong đó, 2 người tự khai là bác sĩ, số còn lại tự nhận là kỹ thuật viên chuyên chăm sóc máy móc ở phòng khám. Sau đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xử phạt hành chính 12 người Trung Quốc làm việc cho phòng khám 59 Khương Trung mỗi người 15 triệu đồng, đồng thời đề nghị số người này phải xuất cảnh về nước. Nhưng theo báo Tiền Phong thì lạ thay, 10 ngày sau, số người trên lại được nhập cảnh vào Việt Nam, quay trở lại phòng khám 59 Khương Trung làm việc bình thường. Bị cáo buộc chống phá nhà nước, 62 người thiểu số bị bắt. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát cơ động cấp trung đoàn, bắt hàng chục người thiểu số ở tỉnh Gia Lai và cáo buộc họ thuộc tổ chức Phun Rô phản động đòi tự trị. Đây là vụ bắt giữ người thiểu số đông đảo nhất kể từ cuộc đổi dậy của các sắc tộc thiểu số ở 3 tỉnh Tây Nguyên vào năm 2001, mà hàng trăm người đã bị bắt và bỏ tù. Bản tin Thông tấn xã Việt Nam loan tin, sáng ngày 8 tháng 5 năm 2012, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên Bộ Công an I-20 đã bắt một số người ở các làng Kret Krot, Kedung 1, Bơchak, xã Hara Mang Giang được cho là hoạt động chống phá chính quyền. Thông tấn xã Việt Nam không nêu ra con số người bị bắt, nhưng báo Người Lao động và VN Express nói có 62 người đã bị bắt và đem về giam giữ ở trại giam Gia Trung Bộ Công an và trại giam T-20 Công an tỉnh Gia Lai. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai không thể nói rõ con số trên Thông tấn xã Việt Nam, đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam một số người vì hành vi lợi dụng tà đạo Hà Mòn để hoạt động phun rô, chống phá chính quyền. Bản tin này nói, theo cơ quan điều tra, thì Run, 32 tuổi, trú tại làng Kret Krot, được xác định cầm đầu nhóm này, khai nhận đã tuyên truyền kêu gọi dân ba làng tham gia hoạt động phun rô, lập chính phủ riêng cho người Tây Nguyên do Sokok làm tổng thống. Run khai là giao nhiệm vụ cho Trơn, Biung, làng Kret Krot cùng tham gia và phân công Chi, Lý, Ngô, Vùng, Tin, canh gác. Khi thấy cán bộ vào làng thì thông báo cho nhóm biết. Nhóm cũng được cho là có những hành vi khống chế, o ép dân trong làng theo tổ chức phản động, thu tiền của dân trái phép. Thông tấn xã Việt Nam nói, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ nhiều giáo, mác, kiếm, nỏ là công cụ được cho là sử dụng chống người thi hành công vụ. Nhưng nhìn tấm hình do báo Gia Lai điện tử chụp kèm theo bản tin bắt giữ các đối tượng tham gia kích động chống phá nhà nước thì thấy đó là những trang bị làm rẫy và đi rừng của người thiểu số bình thường mưu sinh hàng ngày. Họ bị truy tố theo điều 87 của luật hình sự Cộng sản Việt Nam với bản án sẽ từ 5 năm đến 15 năm tù. Sau cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người thiểu số ở Tây Nguyên năm 2001, đòi tự do tôn giáo và đòi lại đất canh tác đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước đoạt, các cuộc bắt giữ người thiểu số theo đạo Tin Lành và Công giáo thỉnh thoảng vẫn thấy xảy ra. Báo chí tại Việt Nam vẫn thấy loan tin rất nhiều người thiểu số đã bị bỏ tù và không ít người bị đem ra giam giữ ở nhà tù Nam Hà. Không có một nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng, để biết những người mới bị bắt có phải thuộc tổ chức Phun Rô đòi độc lập hay không và họ có dùng hung khí gì trong cuộc bố ráp bắt người mới diễn ra hay không. Cách đây ít tuần lễ, báo điện tử của giáo phận Kon Tum loan tin nhà cầm quyền đã cản trở không những linh mục mà cả giám mục địa phận đi làm lễ cho giáo dân tại các làng thiểu số.
một linh mục trên đường đi làm lễ trở về đã bị mấy kẻ lạ mặt chặn đánh thương tích trầm trọng. Tình trạng cấm đạo vẫn diễn ra công khai tại khu vực Tây Nguyên qua các bản tin của giáo phận Kon Tum. Lễ Phục sinh và lễ Giáng sinh là những lễ trọng của người Công giáo được cử hành trọng thể khắp thế giới. Nhưng ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam thì giáo dân ở các làng Công giáo hoặc Tin lành người thiểu số vẫn bị cấm cản. Điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Buổi điều trần với chủ đề Việt Nam sách nhiễu nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp diễn do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos tổ chức sẽ diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vào sáng ngày 15 tháng 5. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos nói trong lúc các lợi ích về kinh tế và an ninh đang củng cố mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ trong nhiều lĩnh vực, chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của công dân. Vẫn theo Ủy ban thì Cộng sản Hà Nội đang tăng cường sử dụng các luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia để tấn công các nhà hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ và tự do tôn giáo, cũng như các luật sư bênh vực nhân quyền và nhà báo công dân dám phơi bày những vi phạm của chính phủ về các quyền căn bản của con người. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Mỹ cho rằng dù Hiến pháp Việt Nam quy định quyền tự do tôn giáo, nhưng các hoạt động của các tổ chức tôn giáo đều bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ và tình trạng tịch thu đất đai tôn giáo vẫn gia tăng trong những năm gần đây. Ủy ban cho biết buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ tới đây sẽ tìm hiểu về các khó khăn mà những nhà hoạt động dân chủ và các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam đang gặp phải. Ông Võ Văn Ái là chủ tịch tổ chức Quê mẹ Hành động Dân chủ cho Việt Nam, một trong những diễn giả và nhân chứng ra điều trần trong buổi này, nói về phần trình bày của ông như sau. Chúng tôi nhấn mạnh về vấn đề bắt bớ tùy tiện và những tù nhân chính trị bị đối xử tồi tệ trong các nhà tù. Chúng tôi có rất nhiều tư liệu, đặc biệt chúng tôi sẽ mang tới danh sách khoảng 200 tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, những người bị chính phủ Cộng sản Việt Nam xử một cách bất công và giả trá. Chứ thật ra tất cả những tù nhân đó chỉ muốn nói lên tự do ngôn luận và chính kiến của họ thôi. Trong buổi điều trần ngày 15 tháng 5, còn có phần trình bày của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Michael Posner, tiến sĩ Robert George thuộc Ủy ban của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và bà Ngô Mai Hương, vợ nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân, người bị Việt Nam bắt giam từ ngày 17 tháng 4 với tội danh bị cáo buộc là khủng bố vì những tài liệu đấu tranh bất bạo động trong máy tính. Chúng tôi xin phép tạm ngừng tiếp tục chuyện Việt Nam nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được bảo trợ bởi South Bay Honda, ô tô dealer chuyên về xe Honda ở ngay Gretmore, Milpitas, chỉ cách San Jose 5 phút lái xe. Honda, hiệu xe được người Việt Nam tín nhiệm khắp nơi. Văn phòng bảo hiểm Cali A2G do cô Mai Nguyễn điều hành. Chúng tôi phục vụ từ A tới Z cho các chương trình bảo hiểm cá nhân và thương mại của quý vị. Có nhiều chương trình giảm giá cho xe, tàu, nhà ở, nhà cho thuê, mobile home, cho lũ lụt, bảo hiểm sức khỏe PPO, HMO. Đặc biệt, cô Mai Nguyễn là đại diện của hãng New York Life với nhiều chương trình bảo hiểm nhân thọ và các chương trình để dành tiền cho quý vị. Có chương trình không cần khám sức khỏe cho bảo hiểm nhân thọ ngắn hạn và dài hạn. Văn phòng bảo hiểm Cali A2G 2899 Center Road, Suite 105 San Jose, số điện thoại 408-202-4686, 408-202-4686. Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. Công ty đầu tiên của người Việt tị nạn có giấy phép chuyển tiền của hầu hết các tiểu bang và Việt Nam với các dịch vụ chuyển tiền nhanh, trao tiền mới, lệ phí hạ, tiền nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn, gửi quà giao phát tận nhà, phi trường và các bưu điện địa phương, gói quà tình thương gồm sữa Enfua, dầu nóng Aurora, thuốc tây, vân vân. Tổng đại lý dầu nóng Aurora, nóng lâu, thấm sâu, thơm nhẹ, loại dầu không thể thiếu của mọi gia đình ở Việt Nam. Bán vé bay du lịch Việt Nam và các tour du lịch trên toàn thế giới. Gọi về Việt Nam với chương trình Pinlatcon và thẻ điện thoại. Tóm lại, Hoa Phát nơi chuyên trở tình thương của quý vị về cho thân nhân ở quê nhà. Một lần nữa, chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát 1-800-531-6363.
Hoa Phát sự chọn lựa khéo léo nhất khi gửi tiền về Việt Nam. Hoa Phát cần nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-531-6363, 1-800-531-6363. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Người Việt Nam ai cũng thích, cũng chuộng hiệu xe Honda. Trẻ thì thích Civic, có gia đình thì chọn Accord, nhà đông người thường mua Van Odyssey và ai thích thể thao thì thường đi xe Pilot. Xe Honda kiểu đẹp, máy bền, không hư lặt vặt và nhất là ít hao xăng, khi cần bán lại thì giữ giá vẫn cao. Ở Bắc Cali, mua xe Honda mời quý vị đến với Anderson Honda, dealer lớn luôn có nhiều xe và special deal cho khách hàng Việt Nam. Ngoài các kiểu xe đời mới nhất của Honda, Anderson Honda cũng luôn có cả trăm chiếc used car với những hiệu nổi tiếng như Toyota, Acura, Lexus, Mercedes, BMW, v.v. Anderson Honda có 3 Fleet Manager Việt Nam là các anh Johnny Võ 408-439-2005, 439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467, 771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878 luôn chờ đón để được phục vụ khách hàng Việt Nam. Anderson Honda địa chỉ 1766 East Embarcadero Road, thành phố Palo Alto, gần Freeway 101. Một lần nữa, muốn mua xe Honda, xin mời đến Anderson Honda tìm gặp các anh Johnny Võ 408-439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878. Honda, hiệu xe ưa thích của mọi gia đình Việt Nam. Professional Karaoke luôn chờ đón quý vị với một rừng CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý vị ở San Jose mời đến showroom của Professional Karaoke tại địa chỉ 2885 đường Center bên cạnh chợ Center Market để chính mình mắt thấy tai nghe. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000, 728-9000 hoặc vào website prokaraokeusa.com. Xin giới thiệu văn phòng thuế Center Tax Services do Hàng Trưng điều hành, chuyên khai thuế cá nhân Hùng Hạp làm lương nhân viên giữ sổ sách Sales Tax, chuyên thành lập Corporation và LLC. Đặc biệt, giảm 20% cho khách hàng mới đến khai thuế, văn phòng còn đảm trách tất cả các dịch vụ di trú, giảm 100 đồng cho mỗi hồ sơ bảo lãnh thân nhân, giảm 50 đồng cho công hàm độc thân, du lịch và chuyển diện, giảm 30% cho nộp đơn thi quốc tịch và renew thẻ xanh và các dịch vụ khác. Văn phòng tọa lạc tại 2899 Center Road, Suite 105, San Jose. Xin liên lạc Hàng Trương 408-724-5477, 724-5477. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của truyền hình quê hương và bây giờ xin mời quý vị trở lại với tiếp mục Chuyện Việt Nam hôm nay của chúng tôi. Gần 400 tiểu thương chợ Bỉm Sơn bãi thị biểu tình. Khoảng gần 400 tiểu thương chợ thị xã Bỉm Sơn đã bãi thị và thuê xe buýt về Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa biểu tình. Họ đòi hỏi nhà cầm quyền phải minh bạch vấn đề tổ chức và kinh doanh ngôi chợ này. Họ đã từng bãi thị và biểu tình nhiều lần từ cuối năm ngoái đến nay để chống lại quyết định bán lại ngôi chợ và giao cho một công ty tư nhân khai thác mà không hề cho dân biết. Theo bản tin Infonet.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thì các tiểu thương chợ Bỉm Sơn phản đối một quyết định của nhà cầm quyền thị xã Bỉm Sơn ký ngày 27 tháng 4 năm 2012 nhằm kiện toàn ban quản lý chợ thị xã Bỉm Sơn. Theo một nữ tiểu thương Trần Thị Dung nói, thì họ đòi hỏi nhà cầm quyền địa phương phải bổ túc đầy đủ nội dung của quyết định 273 đưa ra ngày 6 tháng 2 năm 2012, trong đó hủy bỏ quyết định 3037 trên QD Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc tiếp nhận, đầu tư, kinh doanh và quản lý. Họ từng đòi hỏi nhiều lần là phải duy trì tình trạng quản lý hiện tại và nếu có sự tân trang hay xây dựng lại chợ, phải có sự bàn thảo ý kiến với giới tiểu thương. Cái quyết định mới nhất, tức quyết định 803, chỉ lặp lại gần như cùng một nội dung với quyết định mang số 271, làm cho họ nghi ngờ. Tức là chỉ tạm dừng quyết định giao chợ cho tư nhân khai thác đợi một dịp khác thuận tiện hơn. Theo bản tin của báo Thanh Hóa Điện tử, thì các tiểu thương chợ Bỉm Sơn không được viên chức tỉnh cho gặp để trình bày ý kiến vì cho là họ đi khiếu kiện vượt cấp, tức đuổi họ về nói chuyện với nhà cầm quyền thị xã.
Vụ chống đối của tiểu thương thị xã Bỉm Sơn xảy ra cùng ngày với cuộc đàn áp cưỡng chế của nhà cầm quyền tỉnh Nam Định. Cả ngàn công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, có cả chó nghiệp vụ đã được huy động tới đàn áp khoảng 300 nông dân ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. Nhiều nông dân đã bị đánh và một số người chống cưỡng chế đã bị bắt đi. Vụ cưỡng chế ở huyện Vụ Bản, Nam Định cũng chỉ xảy ra sau vụ cưỡng chế đầy tai tiếng ở huyện Văn Giang, tỉnh Thái Bình 2 tuần lễ. Chợ Bỉm Sơn đầu tiên do dân địa phương thành lập chỉ có mấy cái sạp bán hàng, dần dần lớn rộng ra. Đến năm 1991, thì nhà cầm quyền thị xã xây dựng ngôi chợ và cho tiểu thương thuê các gian hàng không quy định thời hạn. Năm 2007, nhà cầm quyền thị xã Bỉm Sơn đã một lần quyết định chuyển nhượng cho một công ty của người Việt từ Đông Âu về thuê và sửa sang lại, nhưng cũng không thông báo rõ ràng cho giới tiểu thương. Sau khi bị phản đối thì bản hợp đồng đó đã bị bỏ và đến ngày 22 tháng 12 năm 2011 thì lại ra quyết định đem bán chợ lại cho một công ty tư nhân tên Đông Bắc dưới hình thức cho phép khai thác tới 50 năm. Bất ngờ trước quyết định này, vào dịp Tết vừa qua, hơn 800 tiểu thương đã mang chăn màn, cơm nước ra ăn ngủ tại cửa hàng của mình để giữ chợ. Trong cuộc họp ngày 29 tháng Giêng năm 2012, tất cả các tiểu thương đều đã đòi hỏi nhà cầm quyền rút lại quyết định bán chợ cho tư nhân. Nay lại ra quyết định mới nhưng vẫn với những điều không minh bạch làm họ phải phản ứng. Tiến sĩ Phạm Kim Long gây quỹ tranh cử dân biểu tiểu bang. Tiến sĩ Phạm Kim Long là ủy viên giáo dục Orange County vừa tổ chức tiệc gây quỹ ứng cử dân biểu tiểu bang California địa hạt 72 tại nhà hàng Seafood World Westminster hôm Chủ nhật. Vị dân cử gốc Việt này cho biết phương châm của ông là hãy phục hồi nền kinh tế của chúng ta và giúp California phồn thịnh trở lại. Mục tiêu của ông là cân bằng ngân sách và giới hạn chi tiêu, loại bỏ thủ tục hành chính lỗi thời, không tăng thuế, không thêm lệ phí mới và kiểm soát biên giới cẩn mật. Địa hạt 72 là địa hạt mới được vẽ lại, bao gồm một số thành phố giáp biển và phần lớn Lero Sài Gòn. Tác phẩm Both People đoạt giải thưởng IFPI. Hơn một năm sau ngày ra mắt sách ở Nam California, cuốn Both People Personal Stories from the Vietnamese Exodus 1975-1996, Thuyền nhân, những câu chuyện cá nhân trong hành trình tị nạn 1975-1996 do bà Karina Hoàng chủ biên, được trao huy chương bạc 2012 Independent Publisher Book Awards dành cho tác phẩm về người thật việc thật hay nhất trong khu vực Úc Châu và Tân Tây Lan năm 2012. Giải thưởng hàng năm của Independent Publisher Book Awards, tên hiệu là IFPI do tập đoàn Jenkins Group phát động vào năm 1996, là giải thưởng sách độc lập đầu tiên dành cho những người tự xuất bản với tiêu chí tưởng thưởng cho những người biểu lộ sự can đảm, đổi mới và óc sáng tạo trong việc mang lại sự thay đổi cho ngành xuất bản. Nói chuyện với người Việt, chủ biên Karina Hoàng cho biết cuốn sách của bà phải cạnh tranh với 5.200 cuốn sách khác được tác giả khắp nơi gửi về, mong giành được một trong ba giải của 71 tiết mục, trong đó có nhiếp ảnh, hồi ký, chuyện chiến tranh, lịch sử, khoa học, văn chương, v.v. Trong số 5.200 tác phẩm được chấm điểm, Both People cùng 371 tác phẩm khác từ 44 tiểu bang ở Hoa Kỳ, 7 tỉnh ở Canada và 10 quốc gia khác sẽ được trao giải thưởng tại New York vào ngày 4 tháng 6 năm 2012 tới đây. Theo bà Karina Hoàng, ba yếu tố chính khiến tác phẩm Both People được thắng giải là nội dung, cách trình bày và hình thức độc đáo. Hơn 250 trang viết bằng Anh ngữ, Thuyền nhân không chỉ là một cuốn sách ghi nhận sự kiện mà còn là một tài liệu lịch sử ở một khía cạnh khác, lại là một tác phẩm nghệ thuật. Thuyền nhân chứa đựng hơn 200 hình ảnh, đa số hình màu, chưa bao giờ được phổ biến. Thuyền nhân còn là một kho tài liệu, thủ bút, nhật ký, thư từ, điện tín và chuyện kể của 38 người trực tiếp tham dự vào cuộc di tản khổng lồ diễn ra cách đây nhiều năm. Không phải tự nhiên mà Both People được ban tổ chức của Independent Publisher Book Awards chú ý rồi liên lạc đề nghị tham dự tranh giải. Là một người tự xuất bản, để cổ động cho cuốn sách của mình, tác giả Karina Hoàng đã phải đi khắp nơi, tổ chức hay tham gia những cuộc nói chuyện về đề tài thuyền nhân, cũng như không ngừng tìm tất cả mọi cơ hội và tự tạo mọi cơ hội để giới thiệu sách. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ này mà Both People được IFPI chú ý. Về kinh nghiệm tự xuất bản của mình, Karina chia sẻ, tự xuất bản là nỗ lực teamwork, cần phải có sự hỗ trợ của nhiều người, vì mỗi cá nhân có một khả năng riêng. Ngoài ra, cần trí tưởng tượng không hạn chế tác phẩm của mình vào một khuôn khổ nào, phải có can đảm và dám thay đổi và làm lại từ đầu, nếu cần thiết. Vì từ lúc có ý tưởng viết sách cho đến khi sách thành hình, giống như một con nhộng, phải qua chu trình lột xác mới trở thành một con bướm bướm rực rỡ, xinh đẹp. Sự thành công của Both People ngay sau khi ra đời đã thúc đẩy Karina Hoàng bắt tay vào một số tác phẩm mới. Tác giả Karina Hoàng hy vọng cuối năm nay, công ty Karina Hoàng Communication sẽ xuất bản tác phẩm Both People bằng Việt ngữ và tiểu sử biography của một nhà kinh doanh thành công trên nước Úc, xuất thân là một thuyền nhân đi tìm cha lúc mới lên 7 tuổi.
Thưa quý vị, Vũ Quang vừa gửi đến quý vị tiết mục Chuyện Việt Nam của Đài Truyền hình Quê hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vũ Quang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục Chuyện Việt Nam kế tiếp của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được bảo trợ bởi South Bay Honda, ô tô dealer chuyên về xe Honda ở ngay Gretmore, Milpitas, chỉ cách San Jose 5 phút lái xe. Honda, hiệu xe được người Việt Nam tín nhiệm khắp nơi.